Rắn lục đuôi đỏ là một trong số các loài rắn có nọc độc cực mạnh, chỉ đứng sau rắn hổ mang chúa. Trong nọc của chúng thì có hơn 20 thành phần khác nhau, khiến nạn nhân chảy máu, phù nề, hoại tử, rụi tim mạch. Mới đây, trại rắn Đồng Tâm vừa cứu sống thành công một người đàn ông suýt chết vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang tưới sầu riêng. Trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu quân khu 9 gọi tắt là trại rắn Đồng Tâm vừa cấp cứu chống độc cho bệnh nhân Trần Văn Đức, 38 tuổi ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang, bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Đức đi làm vườn sầu riêng thì bị rắn lục đuôi đỏ cắn và được đưa đến trại rắn Đồng Tâm cấp cứu trong tình trạng bàn chân trái sưng to, căng tức và đau nhức. Nó nằm dưới lá cây, không thấy nó cắn rồi cái nó lụi đi luôn rồi, giật kiếm không thấy cắn. Thì cũng ngoài vườn đó rồi, nó cắn rồi vô nhà tắm rửa thì đi xuống đây luôn á. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, chủ nhiệm khoa điều trị rắn cắn của trại rắn Đồng Tâm, đây là bệnh nhân nặng. Nhờ được đưa đến cấp cứu kịp thời, qua hội chẩn, ekip quyết định dùng thuốc kháng huyết thanh và hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Trung bình mỗi năm, trại rắn Đồng Tâm cấp cứu cho khoảng 1.200 cho đến 1.500 ca bị rắn cắn. Và từ đầu năm đến nay, có hơn 210 ca, chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ, hổ mang, rắn chằm quạp cắn. Ở Nam Bộ đang bước vào mùa mưa. Theo các bác sĩ, thì đây là mùa các loại rắn sinh sôi phát triển, nên số trường hợp nhập viện vì rắn cắn ngày càng nhiều. Nếu bị rắn cắn, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không đắp thuốc lên vết cắn hoặc là trạch vết cắn để lấy nọc, vì có thể nguy hiểm đến tính mạng.